Lời chào thân mến và cảm ơn tất cả các con đã cùng quay trở lại khóa học Ngữ văn lớp 6 của trang web olm.vn. Các bạn nhỏ yêu quý, cô trò chúng mình đang cùng nhau tìm hiểu văn bản Cây khế. Ở bài giảng phần thứ nhất, các em đã được đọc văn bản. Bây giờ, chúng mình sẽ đến phần tìm hiểu chung. Câu trò chúng ta khái quát về văn bản này dựa trên 4 nội dung: cốt truyện, thời gian và không gian trần thuật, nhân vật và cuối cùng là bố cục của văn bản. Trước hết, nói đến cốt truyện của truyện cổ tích cây khế. Em hãy sắp xếp các sự việc sau theo trình tự diễn biến của câu chuyện. chúng ta có sáu sự việc được sắp xếp theo trình tự diễn biến của câu chuyện như sau sự việc đầu tiên đó là sau khi cha mẹ chết hai anh em chung sống đến khi có vợ người anh đã chia ra tài người em chỉ được một căn nhà lụp sụp có một cây khế ngọt ở trước cửa vợ chồng người em dựa vào cây khế khi cây khế có quả chim đến ăn vợ chồng người em rất lo lắng đã bày tỏ nỗi lo lắng đó với con chim lớn và chim hẹn trả ơn đúng như lời hẹn chim chở người em bay ra đảo lấy vàng nhờ đó vợ chồng người em trở nên giàu có sau khi vợ chồng người em trở nên giàu có người anh biết chuyện đã muốn đổi gia tài lấy cây khế và người em bằng lòng ưng thuận. Chim lại đến ăn, rồi lại chở người anh ra đảo. Nhưng vì quá tham lam, người anh may túi quá to nên chim không bay nổi, người anh bị rơi xuống biển chết. Với sáu sự việc này, chúng ta đã khái quát lại cốt truyện của chuyện cổ tích cây khế và dựa vào sáu sự việc, các em có thể tóm tắt câu chuyện. Chuyển sang phần thứ hai, cô trò chúng mình sẽ cùng tìm hiểu về thời gian và không gian trần thuật. Các em thân mến, Aristotle từng nói, cái đẹp là ở trong kích thước và trật tự. Có phải vậy mà một cốt truyện hay như chuyện cây khế phải được xây dựng theo trật tự thời gian và không gian hợp lý? Em hãy tìm những từ ngữ chỉ thời gian và không gian trong chuyện nhé! Như ở phần câu hỏi theo dõi trong video đọc văn bản. Ngay phần mở đầu, chúng ta có từ chỉ thời gian, đó là từ ngày sửa ngày xưa và cụm từ chỉ không gian là ở một nhà kia. Đây là không gian, thời gian phím chỉ là công thức mở đầu có ý nghĩa phím chỉ không gian, thời gian xảy ra câu chuyện, nhằm đưa người đọc vào thế giới hư cấu thuận lợi hơn có thể là ngày sửa ngày xưa hoặc là thủa rất xa xưa hay lâu lắm rồi không biết nữa có thể là ở một nhà kia hoặc ở một làng nọ ở một huyện nọ nói thêm thời gian không gian phiếm chỉ là thời gian không gian chung không xác định cụ thể nhằm đưa người đọc vào thế giới hư cấu một cách thuận lợi góp phần phát triển cốt truyện thời gian và không gian phiếm chỉ góp phần tạo nên một thế giới nghệ thuật trong cổ tích ngoài công thức mở đầu này toàn bộ văn bản có các từ ngữ chỉ thời gian và không gian khác ta có thể tìm thêm được ba cụm từ chỉ thời gian khác đó là một buổi sáng một hôm hay là sáng hôm sau các em cũng có thể tìm thêm được những từ chỉ không gian đó là một gian nhà lụp sụp ở trước cửa có một cây khế ngọt một cái đảo toàn đá trắng đá xanh đá đỏ đá ngũ sắc hay là chỗ chim đợi như vậy các em đã tìm hiểu được về thời gian và không gian trần thuật trong câu chuyện này phần thứ ba chúng ta để ý đến thế giới nhân vật tác giả dân gian không đặt tên riêng cho các nhân vật vì những mâu thuẫn trong câu chuyện cho chúng ta thấy được kiểu nhân vật anh cả em út trong chuyện cổ tích khi bố mẹ già hay là mất đi thì người nảy lòng tham, sự ích kỷ muốn chiếm đoạt toàn bộ gia sản, bao giờ cũng là người anh. người chịu nhiều thiệt thòi không oán thán, trích cứ một lời và chấp nhận cuộc sống khó khăn thiếu thốn, bao giờ cũng là những người em tội nghiệp. những người em luôn luôn phải chịu sự chi phối điều khiển của những người bề trên trong gia đình. ban đầu cuộc đời của họ rất đen tối bất hạnh, nhưng về sau sẽ được sung sướng giàu sang hạnh phúc cuộc đời của họ sẽ tươi sáng hơn, xứng đáng với tính cách chân thật, hiền lành và bản chất lương thiện vốn có của các nhân vật này. Trong câu chuyện, chúng ta khái quát về ba nhân vật, người anh, người em và con chim lớn. Trước hết, nói đến nhân vật người em. Theo em, nhân vật người em là hiện thân của kiểu nhân vật nào trong chuyện cổ tích? Chính xác, người em thuộc kiểu nhân vật bất hạnh đại diện cho cái thiện. Ở đây, người em không chỉ có số phận bất hạnh, mồ côi từ nhỏ, không những thế, trong đường đời người em còn bị người anh đối xử bạc ác, bất công. Nếu như người em là kiểu nhân vật bất hạnh đại diện cho cái thiện, thì người anh chính là đại diện cho cái xấu, cái ác. Ngoài ra, một nhân vật rất cần đáng để ý trong câu chuyện này chính là con chim lớn con chim đưa hai anh em ra đảo hoang, có phải là con vật kỳ ảo hay không? Chúng ta thấy rằng con vật kỳ ảo nằm trong danh sách lực lượng thần kỳ của thế giới cổ tích, xuất hiện nhằm tạo ra những điều kỳ diệu để thực hiện chức năng ban thưởng cho các nhân vật tốt hoặc trừng phạt nhân vật xấu. Con vật kỳ ảo thường có những đặc điểm như biết nói tiếng người, có vật thần kỳ, có thể là một viên ngọc ước, là vàng, là bạc, hoặc có phép thần kỳ như biết chỗ giấu của cải hoặc vật thần kỳ. Ở đây, con chim lớn này cũng biết nói tiếng người. Cả hai lần nghe thấy lời nói của con người, con chim lớn đều đáp lời. Ăn một quả, trả cục vàng, may túi ba gang, mang đi mà đựng. Không chỉ nói được tiếng người, chim thần còn có phép thần kỳ, biết chỗ giấu của cải quý. Theo em, hình tượng chim lớn trong chuyện có ý nghĩa gì? Chính xác, Hình tượng con chim lớn xuất hiện để ban thưởng cho người em và trừng phạt người anh. Con chim lớn xuất hiện nhằm tạo ra những điều kỳ diệu. Trong một số bản kể khác, con chim lớn này được gọi với tên cụ thể là con chim Phượng Hoàng. Tác giả dân gian xây dựng tình huống chuyện cùng với yếu tố kỳ hào là con chim lớn vì để cho nhân vật người em được nhận một món quà vô cùng giá trị. Nhưng đó cũng là những gì mà vợ chồng người em xứng đáng được nhận. Sau khi đã khái quát về cốt truyện, thời gian và không gian trần thuật cùng với những nhân vật trong truyện cổ tích này, chúng ta sẽ đến với bố cục của văn bản. Trong câu hỏi sau, em hãy xác định nội dung của từng phần trong bố cục văn bản cây khế. Văn bản có thể chia được thành 3 phần. Phần đầu tiên, từ đầu, ngày xử ngày xưa, ở một nhà kia có hai anh em, cha mẹ mất sớm. Cho tới, thấy em không ta thán, lại là người đần độn và không đi lại với em nữa. Phần đầu tiên cho chúng ta giới thiệu với hai anh em và việc chia gia tài. Phần thứ hai, tiếp theo, những ngày sung sướng nhất của hai vợ chồng người em là những ngày khế chín. Cho tới, từ đấy, vợ chồng người em trở nên giàu có. Phần thứ hai nói về cuộc sống của vợ chồng người em khi ra ở riêng. Và phần thứ ba chính là phần còn lại. Tiếng đồn người em giàu có đến tai vợ chồng người anh, cho tới còn chim chỉ bị ướt lông, ướt cánh, chim lại vùng lên bay về núi, về rừng. Đoạn thứ ba này là kết cục dành cho người anh tham lam. Các em thân mến, như vậy cô trò chúng mình đã cùng khái quát những nét tiêu biểu nhất về văn bản cây khế. Tìm hiểu chi tiết văn bản, các em sẽ cùng đón đợi ở video bài giảng phần thứ ba nhé. Cô chân thành cảm ơn các em đã chú ý theo dõi. Hẹn gặp lại chúng mình trong bài giảng phần 3 của bài học Cây Khế trên trang web olm.vn